Theo thông tin từ Tổng cục Thuế Bộ Tài chính, đến nay đã có trên 4.100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm mùng 1 tháng 12 năm 2023. Nhiều địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp đã triển khai đạt cao như Bắc Ninh 96,9%, Thanh Hóa 95%, Yên Bái 70,6%, Quảng Nam 57,3%. Việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp các đơn vị quản trị nâng cao thương hiệu uy tín khi quản lý bằng công nghệ. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế, chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định. Cụ thể như chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương thực hiện có kết quả cao để các địa phương khác nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương triển khai thực hiện. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn chứng từ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định